Phương chào cả nhà nha. Hôm nay Phương chuẩn bị làm bánh gai nè cả nhà. Thì trước tiên là mình sẽ làm nhân với lại bột ha. Thì lá chuối mình đã chuẩn bị, Phương đã cắt từ hôm qua ha. Với lại mè rang. Thì lá gai mình luộc chín. Rồi bắt đầu mình mới xay nhuyễn cái lá gai này ra. Mình sẽ cho vô trong bột mình trộn ha. Làm bánh gai thì mình dùng bột nếp ngon ha. Thì bánh này cũng dễ làm cả nhà. Chỉ có điều cực á, mình xin nhân nó hơi lâu tí ha. Mình xay lá cho nhuyễn. Rồi mình cho trong bột với lại đường ha. Rồi mình nhồi. Mình nhồi cho đều, mình để đây mình ủ ha. Bây giờ tiếp đến làm phần nhân ha. Đậu xanh này Phương đã ngâm 8 tiếng và nấu cho nó mềm, rồi mình xay nhuyễn ra. Mình cho đường vô rồi mình xên sệt lại là được ha. Mình bắt lửa nhỏ mình xên cho đều tay ha. Khi nào mà nhân mà nó sệt, nó khô lại là được. Mình tắt lửa mình để nguội. Bắt đầu mình dò viên rồi mình lấy bột mình gói ha, để mình hấp. Đây là bột nếp lá gai mình đã chia sẵn à. Bây giờ mình sẽ gói nhân để đem đi hấp ha. Thì hấp cũng nhanh lắm cả nhà. Khoảng 10 phút 15 phút là nó chín rồi. Rồi đây là thành phẩm bánh ít tràng lá gai nha cả nhà. Tiếp tục bây giờ Phương sẽ đóng chai sữa chua cho khách ha. Hôm nay là khách đặt 3 loại nước cả nhà. Nha đam, xăm bí với lại sữa chua trái cây ha. Đi đường xa cho nên là Phương phải đóng kỹ như thế này, ướp nước đá để đem đi cả nhà. Đặt một lần tới mấy chục chai nè cả nhà. Cho nên là Phương phải đóng thùng như thế này cho kỹ để mình đem đi đường xa nó không có bị mà mất cái độ lạnh ha. Đây là rau ở vườn của Phương nè. Khách mua cả nhà, cho nên là Phương hái Phương đem đi nè. À, bây giờ Phương mượn thằng cu tí Phương nó rinh phụ ra ngoài ha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay Phương bắt đầu đi bán nè cả nhà. Bây giờ xin mời chú chị và các bạn cùng mình đi với Phương ha. Rồi bắt đầu đi cả nhà ơi, hôm nay trời rất là nắng luôn. Hello Hảo. Chào mọi người. Hảo, hello. Bị chua. Hôm nay chở nhóc theo. Dụ theo mới chịu theo cả nhà chứ không có chịu đâu. Ơi, hôm nay rất là nắng luôn à. Hồi nãy chuyển mưa tưởng đâu mưa chứ. Không có sân nhưng sẵn à. Không. Hôm nay dậy sớm làm bánh gai cả nhà. 6 giờ là Phương dậy rồi. Hấp được xong hết rồi, bắt đầu mới chuẩn bị để đóng thùng nước đó cả nhà. Tại vì nước mình đem đi xa cho nên là phải ướp nước đá mới được. Quay từ. Đây nấu với lại bánh cho khách cả nhà. Ôi, lấy tiền thôi mà tiếp tục đây nha cả nhà. Lấy bánh cho khách cả nhà ơi. Trời ơi, bên đó chắc là mưa. Đen có bên đó. Mưa lớn rồi cả nhà ơi, bên đó. Mưa rồi cả nhà ơi, đây mưa thật là lớn luôn. Mưa quá là lớn luôn đó. Ma Lai là mưa nắng thất thường nha cả nhà. Nhiều bạn hỏi là ở bên đây á, mùa nó như thế nào, giống Việt Nam mình không? Nó không có giống nha cả nhà. Chỗ Phương ở từ nào bây giờ á, là không có mùa ha. Thường ở Việt Nam mình có mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông á. Còn ở đây là không có nha cả nhà. Không có lạnh luôn nữa. Thường thì mùa hạ là nóng cả nhà. Rồi mùa thu thì mát, mùa đông thì lạnh. Còn bên đây thì nó không có nha. Mà sắp mưa thì mưa rất nắng, nắng không có mùa nắng mùa mưa cho nên đó là trồng cây, nói chung là Phương trồng đại thôi. Chứ không có mà mùa vàng đâu mà canh mùa mà nóng. Sắp vậy là Phương trồng đó. Thường ở Việt Nam mà nó là mùa đông. Nói chung là Tết đó cả nhà. Tháng 11, tháng 12 á.
là bắt đầu hết mưa rồi. Còn bên đây là Tết cũng mưa nữa nha cả nhà. Nói chung là mưa nắng thất thường, không có mùa màng gì hết. Đi vô đường vòng kéo đi à, kéo đi à. Đây chỗ này chưa mưa nè cả nhà. Chỗ này chỉ mới có đèn đèn cái mây đèn à. Đó cả nhà thấy chưa? Chỗ mưa chỗ không đó. Cái khúc nãy mưa ầm ầm, cái khúc này thì chưa. Ủa bên kia mưa ầm ầm luôn. Lúc nãy cái này cái không có mưa. Thôi gom tiền xong rồi nhà giờ mình đi tiếp. Em này mua sữa chua, Phương làm sữa chua với lại nước nha đam xâm mí nha cả nhà. Cái này bánh gai. Bánh gai thì nói chung ở nhà có trồng á, cũng ít rồi cả nhà. Có được nhiều lá mới làm được. Rồi tiếp tục lấy nước cho khách này cả nhà. Khách ở đây thì người ta đặt là xăm bí, là nước nha đam ha, với lại bánh gai. Phương là Phương bán cái dạng mà đặt trước cả nhà. Đặt trước xong rồi á, Phương gom đơn Phương mới làm đi giao ha. Thôi giao nước cho khách cả nhà. Thôi là ở đây có mưa. Thì bây giờ mình sẽ đem nước xuống cho khách nha cả nhà. Làm như thế nào? Cái thứ thầm ơi. Làm như thế nào ta? Cái gì thế cho kỳ ta đây? Không thấy rau, cái này ngò nè. Tới chỗ thì nước Phương cũng sắp xuống cho khách xong hết rồi ha. Bây giờ cho cô tí Phương nó ăn nè cả nhà. Ở đây là quán ăn Việt Nam cả nhà. À, bạn mình bán nha. Bán tất cả món ăn Việt Nam luôn. Mời cả nhà cùng ăn với lại hai mẹ con Phương nha. Tí bò kho nha cả nhà. Lấy mấy cọng ngồi ra đây. Quên. Để mẹ giữ hợp hồ. Đứng lên bên nhà em chồng mình. Bà nhà chồng bà nhổ. Tầm đi cho mệt hai mấy đồng. Tôi trồng được mới. Hết này tôi bẻ nhà tôi. Đất mát, đất mát, đất mấy shop. Tháng mới lên. Đất mát, đất shop. Thì có ngò vô. Bỏ ngò thiếu thiếu. Thiếu này ngon nè. Nè, xuống mà quên nhắn tin đủ lên trước. Nói vẫn ổn chứ. Bán mì bếp đó bạn. Bởi tôi sáng, tôi 6 giờ là dậy. Dậy nấu, nấu đồ. Có tí bò kho chị xui ngon cả nhà ơi. Nó là khen thiện, phải khen giả. Đây, nước đã giao xong cho bà chủ rồi nè. À, cái này là bia nha cả nhà. Bia nè. Bia chứ đỡ xuống nè. Ồ, trên móp cho bà. Bia chứ đỡ. Đây, bà chủ của em nè cả nhà. Đây, tiền hôm nay. Tiền hôm nay bà chủ cho nè. Bây giờ về cả nhà ơi, bắt đầu về. Bye bye bà chủ. Đây là tiệm sửa xe của bà chủ cả nhà. Ông xã của bà chủ mình sửa xe ha. Rồi ông xã ông đậu xe lúc kia.
bây giờ bắt đầu đi còn đi tiếp nữa một chỗ nữa cả nhà ơi. Về nhà còn giao gần nhà nữa. Đây đem rau cho chị yêu đây. Ê, vô nhà chị xui tổ con sen này bự. Ôi. Ồ, nay nay bà gặp nắng này bà cao quá trời luôn rồi. Ở đâu cũng đi khám tao. Tao chen tao thấy giảng là tao cao nè. Tao nó cao con chạy luôn. Thì tao nhiều thấy giảng. Tại vô là bữa con thấy giảng thành cao thôi. Lên gần chị ngoan này. Đây là cái chậu sen nè cả nhà. Chậu sen mình đem cho chị xui mình trồng nó cao quá trời luôn rồi. Hái tắt cả nhà. Tắt quá trời cả nhà ơi, đây nè, hái nè. Đây nè cả nhà ơi, ổi nè. Đây là vườn rau của nhà bạn mình đây nọ, rau má nè. Này vịt cá nè. Thôi. Ôi, ra dứa, dứa thơm nè. Trồng tùm lum không mà có ăn. Cảm ơn nha, đi ăn cháo gà đi. Giờ bắt đầu về cả nhà ơi. Về Phương còn giao một khách nữa nhà Phương nữa ha. Về đến nhà, Phương lấy nước Phương đi giao khách gần nhà Phương ha. Phương đi bằng xe máy nha cả nhà. Đi mà gần gần nhà, Phương thích đi xe máy cả nhà. Nó thoải mái, nó mát mẻ nè, với lại mình dễ đậu xe hơn nữa. Giao nước cho các chị khách cũng là người Việt Nam cả nhà. Chị ấy bán ở trong đây ha. Chị ấy bán món bên đây cả nhà là món canh khổ qua. Còn sớm á, cho nên là quán còn vắng khách đó cả nhà. Chứ tối tí nữa là rất là đông luôn. Ai đi về trễ á, Phương ghé vô chỗ này, Phương mua canh khổ qua về Phương ăn cơm luôn cả nhà, chứ Phương không có nấu cơm ha. Đây là chỗ chị ấy bán nè cả nhà. Phương mua cơm của chị ấy ăn ha. Còn ông xã thì đi mua chỗ khác để về cho tụi nhỏ cả nhà. Hôm nay gia đình mình ăn ngoài ha. Phương đã giao bánh với nước cho cái chị khách rồi cả nhà. Người ta rất là ngại với phim đó cả nhà, cho nên là Phương không có dám quay ha. Cho nên là Phương đi ra bên ngoài, Phương ít có quay ai lắm cả nhà. Gạt xe quá trời luôn rồi. Rồi bây giờ Phương bắt đầu đi về nè cả nhà. Về dọn cơm ra cho tụi nhỏ ăn ha. Xong rồi Phương còn dọn dẹp. Hồi sáng đi để nguyên một sàn chén chưa rửa luôn cả nhà. Rồi sau một ngày cực khổ đi bán thì bây giờ Phương cũng đã về rồi. Tuy cực á nhưng mà vui cả nhà. Được cả nhà ủng hộ Phương rất là cảm ơn ha. Phương chúc cô chú anh chị và các bạn luôn được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công cuộc sống. Xem video của Phương thấy hay, thấy thích, có thú vị thì cả nhà đừng quên cho Phương xin một like, một chia sẻ và nhớ nhấn chuông đăng ký kênh để ủng hộ Phương nha. Bye bye.